Rồi ok, hello, xin chào tất cả các anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay mình sẽ mang đến cho anh em một video mới ha. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với anh em một vài cái mẫu pin dung lượng cao ha. Và giá thành thì nó cũng tương đối là ok. Nó... mình nghĩ là sẽ dễ tiếp cận với anh em hơn ha. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu với anh em một cái mẫu pin nhập khẩu. Rồi đây là mẫu pin Plus nhập khẩu ha anh em. Đó, đây là pin Plus nhập khẩu nha. Anh em có thể thấy chữ Made in China này ha. Pin pin Plus này nó có một cái đặc điểm, đó là giá nó rẻ nha. Giá nó khá là rẻ so với pin pin của hãng. Và về chất lượng, về thời gian bay thì mình đánh giá nó là ngang bằng 19-10 với pin của hãng ha. Anh em cũng không cần phải lo lắng về cái vấn đề về chất lượng của nó, thì mình theo mình thì mình sử dụng thì mình thấy nó cũng khá ok ha. Thì viên pin này anh em thấy nhìn cái tem này nè. Đó, cái tem nó như thế này thì là viên pin nhập khẩu ha. Và thật ra là cái tem này anh em muốn đổi thành cái tem khác cũng được. Vì đơn giản tem này nó chỉ là cái tem dán lên thôi. Anh em muốn dán tem gì cũng được hết nha. Thì vấn đề về tem này nó sẽ không có quan trọng lắm nha anh em. Đó. Với viên pin Plus nhập khẩu này thì nó có một cái ưu điểm, đó là giá của nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều so với pin pin của hãng. Chất lượng này kia thì ok, ngang cơ, nhưng mà có cái vấn đề là cái chế độ bảo hành của nó sẽ không được giống như pin của hãng anh em. Không được giống pin của hãng là sao, tức là viên pin này nó chỉ được bảo hành của cái người bán thôi ha. Và đương nhiên anh em đừng có lo về cái vấn đề về sự cố. Nếu mà có sự cố xảy ra thì nếu cái máy, cái body của anh em còn bảo hành đó, thì hãng người ta sẽ vẫn bảo hành cho anh em bình thường. Tại vì là bỏ cái viên pin này, nếu mà đem đi check ra thì nó vẫn là viên pin của hãng nha, nó vẫn là viên pin của hãng. Và nếu có sự cố do rơi rụng này kia các kiểu rồi đó, do bị mất nguồn hay gì đó, thì hãng ta vẫn bảo hành cái máy cho anh em bình thường, nếu như cái máy anh em còn bảo hành nha. Còn nếu như cái máy của anh em mà nó hết bảo hành rồi đó, thì anh em bay viên pin nào nó cũng như nhau thôi. Anh em bay pin của hãng mà nó rụng khi mà cái máy hết bảo hành thì hãng người ta cũng từ chối bảo hành anh em như thường, cho dù viên pin của anh em mua là viên pin mới của hãng còn bảo hành của hãng đi, mà cái body nó hết bảo hành thì nó cũng như không nha. Cái vấn đề bảo hành đó nó nhạy cảm lắm anh em, nó liên quan đến nhiều thứ lắm chứ không phải chỉ liên quan tới cái vấn đề cái cục pin thôi. Thành ra nhiều anh em mua cái viên pin này về có hay có cái tâm lý bảo hành sao rồi lỡ rụng sao, lỡ rơi sao, vân vân. Thì thực tế là vấn đề liên quan tới bảo hành này kia anh mình nói với anh em nó phức tạp vô cùng luôn nha. Cho nên là cái vấn đề đó cực kỳ khó nói luôn. Rồi ok. Thì tiếp theo là một cái viên pin này của mình làm ha. Viên pin này thì cứ coi như là made in Việt Nam đi. Đây là viên pin 5000 mAh ha. Được làm từ 4 cell 2453 mAh ha. Và cái viên pin này nó có cái đặc điểm là nó có một cái cell nằm ở bên ngoài trông như thế này ha anh em. Đó. Thì do là không thể nào nhét được hết 3 cell vào bên trong, cho nên là bắt buộc có một cell nó phải nằm bên ngoài. Nhưng mà anh em cứ yên tâm, với mình thì khi mà mình đã làm ra những cái viên pin này thì điều mình luôn chú trọng và ưu tiên trong tất cả những cái viên pin mà mình làm cho tất cả các dòng máy, đó là độ an toàn, độ ổn định ha, tính đồng nhất, tính cân bằng ha. Tức là sao, tức là theo mình với cái viên pin này á, một cell nằm lồi ngoài như thế này thì nó sẽ không có ảnh hưởng nhiều tới cái tổng thể của cái máy bay ha anh em. Tại vì sao? Có một vài cái loại viên pin độ á, có hai cell lồi ra bên ngoài, và có những cái loại viên pin độ á, họ sử dụng những cái cell nó to đó anh em, nó với dung lượng rất là cao, chẳng hạn như là 6000 mAh, 8000 mAh nha. Cái phần lồi ra bên ngoài này nó rất là dày luôn, nó dày ra cỡ khoảng nhiêu đây vậy nè, cả ngón tay là chỏ mình nó dày như thế này nè. Và với cái những cái viên pin đó thì tùy anh em thôi, mình không có ý kiến, nhưng mà mình không bao giờ khuyến khích anh em sử dụng những cái viên pin đó. Thứ nhất là nó rất là nặng, thứ hai là nó không có đảm bảo cân bằng về cái phần trọng tâm của máy ha. Và thứ ba là cái phần tải điện, cái socket này nè, nó cũng không đảm bảo luôn, do là nó quá nặng anh em, nó quá nặng làm cho cái dòng tải điện trên những cái socket này nó tăng lên. Và như vậy thì cái viên pin đó sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Nếu như cái chân này mà nó không đủ tải điện thì nó sẽ gây cái hiện tượng ha, rụng máy, rơi máy do nó không đủ công suất để tải á. Đó. Thì những cái viên pin mà
6.000 mAh, 8.000 mAh với cái phần lồ này ra rất là lớn. Thì cái đó là tùy theo anh em, cách chơi của anh em thôi. Còn mình thì mình không khuyến khích. Đối với mình thì anh em nên dừng lại ở cái mức 5.000 mAh, giống như viên pin của mình như thế này. Thì chúng ta chỉ có một cell lồ ra, và như vậy thì nó sẽ đảm bảo cái sự cân bằng, cái sự đồng nhất hơn về cái máy bay, về cái hoạt động của cái máy bay ha. Và với cái dung lượng 5.000 mAh này thì giá của nó cũng khá là mềm hết anh em. Giá nó chắc mình nghĩ nó khoảng ngang ngang với VinPlus của hãng thôi. Và dung lượng là 5.000 mAh. Nó cho thời gian bay trên body của Mini 3 Pro nó sẽ rơi vào khoảng 45 phút nha anh em. Nó sẽ rơi được vào khoảng 45 phút. Đó. Và cái này thì nó ôm sát vào cái thân máy, cho nên là anh em cũng không cần phải lo về vấn đề nó sẽ cản gió hay là nó gây mất cân bằng trọng tâm ha. Nó sẽ ổn định, và đương nhiên là mình các vấn đề về cân bằng cell thì anh em cũng cần phải lo lắng, vì mình đã tính toán được cái vấn đề cân bằng cell khi mà đặt một cái cell nằm bên ngoài như thế này ha. Thì pin E1, pin Mini 1, pin E3, pin Mavic 3 thì người ta vẫn có cái hiện tượng mà gọi là độ pin mà lồi cell ra bên ngoài như thế này nha anh em. Giống như con E3 hoặc là con Mavic 3 đó, thì khi cái viên pin nó không còn cách nào độ thì người ta đặt một cái cục pin, một cái cục pin gọi là cục pin, một cái khối pin đó, thì nó cũng là những cái cell nằm bên ngoài như thế này đặt lên lưng cho nó cổng nha. Còn E2 này kia rồi đó thì nó có cái cục pin gù lưng đó anh em. Pin gù lưng nó cũng là dạng cell nằm bên ngoài nha. Thì cái viên pin Mini 3 này thì nó cũng thế thôi. Và cái viên pin Mini 3 này nó đựng cái là nó chỉ có một cell nằm bên ngoài, cho nên nó rất là gọn và cũng không cần phải lo lắng nha. Và tiếp theo là cái viên pin này mình đã từng giới thiệu với anh em trong cái video trước rồi. Nó là viên pin dung lượng 5.600 mAh. 5.600 mAh nha. Và không hề có bất kỳ cái phần nào lồ ra bên ngoài. Vì việc sản xuất ra viên pin này nó rất là khó, do là cái nguyên liệu làm cái viên pin này nó cực kỳ hạn chế, cũng như là các chính sách về chặn pin độ của DJI đó. Thì DJI đã tung ra những cái bản cập nhật firmware về pin nha, chứ không phải về máy bay, về pin, để ngăn những người làm pin ha, họ can thiệp vào cái mạch pin để họ chỉnh sửa dung lượng để họ làm pin độ nha. Và cũng như là DJI đã hạn chế bán cell pin nha, dung lượng cao để cho anh em độ pin làm đó, họ cũng đã hạn chế về vấn đề bán cell. Vì vậy cho nên là việc tìm nguyên liệu để làm ra được viên pin này nó cực kỳ khó, nó rất là khó luôn, cho nên là giá thành của viên pin này chắc chắn là nó sẽ rất là mắc nha. Và đổi lại là anh em sẽ có được một cái viên pin nó rất là hoàn chỉnh, rất là hoàn hảo, rất là mình cũng biết nói sao luôn, nó theo mình đây là viên pin mà nó có dung lượng tốt nhất ha, thời gian bay lâu nhất, và cân nặng về thẩm mỹ này kia các thứ nó là ổn nhất. Và cái này mình có từng làm video rồi mình, cho nên mình sẽ không giới thiệu thêm nữa. Thì bây giờ mình sẽ bay thử cái viên pin 5.000 mAh với một cái cell lồ ra như thế này cho anh em xem thử, coi cái cách hoạt động và cũng như là cái hình dáng của nó bên ngoài trông như thế nào khi mà cắm ở trên cái body ha. Ok anh em nha, con cục này 5.600 mAh nhưng lại không lồi, còn cục này thì lại có một lồ ra mà nó chỉ có 5.000 mAh, thì chắc chắn là giá của nó sẽ rẻ hơn cái cục này nha. Ok anh em, thì sau khi gắn vào trên body thì của con này là con Mini 4 Pro hết anh em, thì nó sẽ trông như thế này hết anh em. Con Mini 3 Pro thì nó sẽ còn đẹp hơn nữa ha, vì con Mini 3 Pro nó không vướng ba cái thứ linh tinh như này ha. Thì đây là mình mặt bên mặt hông bên ngang để anh em nhìn thấy nè. Đó, thì nó ôm sát vào ha, nó chưa có cao hơn cái hai cái chân lồi này nữa ha anh em. Cho nên là anh em cứ yên tâm ha, nó ôm rất là sát vào cái thân ha, nó khít khình khịch. Nó giống như là invisible của Dure vậy đó ha. Nó ôm sát vào cái thân máy như thế này ha, và như vậy thì nó sẽ không có gây cản gió ha, nó không gây mất cân bằng trọng tâm ha anh em. Đó, thì một cell như thế này mình nghĩ là rất là ổn rồi. Còn cái loại mà hai cell á, ba cell nó lồi ra một khúc như vậy nè anh em, lồi ra tới ngón tay cái mình như vậy nè, thì nó sẽ gây mất cân bằng về trọng tâm này kia ha anh em. Mình nghĩ là cái loại đó thì tùy anh em thôi. Anh em thích thì anh em chơi, còn bản thân mình thì mình không khuyến khích. Ha. Đó, thì nó trông như thế này. Mặt sau. Anh em thông cảm, có chiếc xe nó mới chạy ngang ha. Đó, thì mặt sau nó trông như thế này. Đó, mình sẽ quay chi tiết cho anh em xem luôn ha. Đó, nó ôm sát vào thân máy như thế này ha, rất là gọn gàng ha. Còn anh em chơi những cái loại mà dung lượng cao mà cái cục pin nó lồi ở dưới ra nhiều vậy á, nó sẽ gây mất cái cân bằng về cái trọng tâm của cái máy ha anh em. Rồi ok, giờ mình sẽ khởi động thử cho anh em xem ha.
Rồi giờ mình sẽ chuyển sang quay phim màn hình để cho anh em xem cái hoạt động của nó ha. Thì phần trăm pin hiện tại đang là 98% ha. Và mình sẽ cho anh em xem battery info trước ha. 4,08V ha. Nhiệt độ đang là 30,3 độ C. Và số lượng sạc là 0. Và bây giờ mình sẽ tiến hành mình take off nó ha. Ok anh em. Thì ở cái phiên bản firmware hiện tại, mình cũng muốn nói luôn về cái vấn đề về firmware chặn pin độ thì không có nha anh em. Thì sau rất là nhiều tin đồn thì hiện tại DJI không có cái động thái nào là chặn pin độ hết ha. Take off. Ok nè, nó đã thích cập ha. Đó, thì về vấn đề firmware chặn pin độ hiện tại thì chưa có thông tin nào về vấn đề firmware chặn pin độ nha anh em. Và đó chỉ là những tin đồn thôi. Hiện tại chưa thấy có bất kỳ một cái động thái nào của DJI về vấn đề chặn pin độ. Và hiện tại duy nhất theo mình biết được về vấn đề về thời gian bay đang dự kiến đang là 45 phút trên body của Mini 4 Pro nha anh em. Mini 4 Pro ha, thời gian bay dự kiến là 45 phút và trên body của Mini 3 Pro nó sẽ là vào khoảng nó cũng khoảng 45 phút đó. Đó, nó cũng sẽ là khoảng 45 phút ha anh em. Đó là thời gian bay dự kiến của cái viên pin 5000 mAh này ha. Đó. Thì về vấn đề pin chặn pin độ thì DJI hiện tại đang tung ra hai cách. Là cách thứ nhất là họ thay đổi về mật khẩu để can thiệp vào cái mạch pin, tránh cái trường hợp mà anh em gọi là chỉnh sửa về dung lượng pin ha, để anh em độ pin đó, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là họ ngưng bán sale pin để anh em độ ha. Thì hai cái đó là hai cái mà DJI đang làm để chặn những cái viên pin độ ha. Và anh em biết là nếu mà không bán sale rồi còn chặn luôn can thiệp vào trong cái mạch quản lý pin nữa thì coi như anh em làm pin độ như mà hửi thôi, tại vì không có sale thì làm sao làm được pin độ, và không có can thiệp vào được mạch thì không thể nào chỉnh sửa được dung lượng thì pin độ cũng bó tay luôn đó. Thì hiện tại thì có hai cái cách mà DJI đang làm để mà chặn cái viên pin độ của chặn những cái người làm pin độ giống như mình ha. Và hiện tại viên pin này của mình thì nó vẫn đang sống, nó vẫn đang làm việc bình thường. Thì anh em mua về anh em vẫn có thể sử dụng và xài bình thường, không có vấn đề gì hết anh em. Còn viên chặn của DJI thì chặn, nhưng mà anh em mình cũng có cách để mình vượt qua được hết trơn à. Đó, cho nên là cũng không cần phải suy nghĩ và lo lắng làm gì. Đó, thì với anh em người dùng thì anh em chỉ việc mua về và sử dụng thôi, thì cũng không cần phải quan tâm về vấn đề đó làm chi. Nha, cái đó là những thông tin mình nói thêm cho anh em biết về vấn đề chặn pin độ ha. Còn về máy bay thì máy bay nó không có chặn pin độ gì đâu anh em. Hiện tại con Mini 4 Pro là cái con bị đồn đoán là chặn pin độ nhiều nhất. Thì mình đang sử dụng cái phiên bản firmware mới nhất của nó. Và viên pin độ hiện tại mình đang sử dụng là 5000 mAh, thì nó vẫn bay bình thường. Thậm chí là cái viên pin mà 5600 mAh mình cũng vẫn đang bay bình thường. Có nghĩa là về mặt máy móc thì nó sẽ không có chặn gì đâu, nhưng mà nó sẽ chặn ở trên cái cục pin ha. Chặn trên cục pin, chặn nguyên liệu làm pin. Thì cho nên là anh em sẽ không có cái nguyên liệu để nó tiếp tục làm pin độ nữa, thế thôi. Còn ngoài ra thì mọi thứ thì nó vẫn ok, không có vấn đề gì hết nha. Rồi anh em cứ việc muốn sử dụng thì anh em cứ mua về và sử dụng thôi, chứ cũng không có gì khó khăn hết. Rồi ok, bây giờ mình sẽ quay cái máy bay ha. Nó đang bay khi mà nó sử dụng cái viên pin độ nó sẽ trông như thế nào nha anh em. Mình sẽ quay cho anh em xem cái hình dáng của nó một tí xíu ha. Chờ mình tí. Và đây là cái máy ha, cái máy nó đang bay bằng cục pin độ ha. Mình tạ nó thấp tí xuống đi. Cao quá nó bị lóa sáng quá. Đó anh em thấy ha, nó ôm rất là gọn vào trong cái body ha anh em. Ôm rất là gọn gàng ha. Mình quay đi mặt phía sau đi. Đó. Nó ôm rất là gọn gàng ha anh em. Không có vấn đề gì hết ha, không có lồi gì ra hết ha. Không gây cản trở cảm biến ha, và cũng không sợ cản gió nha anh em. Đó. Rồi đây mày quay mặt phía trước. Đó, nó như thế này ha anh em. Nó rất là gọn, rất là ok nha, không có vấn đề gì hết. Nó rất là, theo mình nghĩ là nó rất là an toàn khi mà anh em sử dụng ha. Đó. Rồi, quay lại màn hình chính thôi.
mình sẽ bay lượn lượn thử vài vòng hết anh em. Ok anh em. Nãy quay khổ dọc gì không biết. Chuyền không qua được cái kẻ này. Kẻ này khó chuyền quá. Hẹp quá. Xuống thấp thì nó chuyền qua được. Vãi được. Đó, xuống thấp thì nó chuyền qua cái lỗ này được nha. Nhiều anh em bảo test pin mà sao không bay thiệt là mạnh, thiệt là cao, thiệt là xa, thiệt là dữ dằn lên. Còn bay tại chỗ không là sao? Tại vì thiệt ra là đã gọi là test pin chứ không phải là đi đua. Test pin chúng phải đi đua và cũng phải để so tài. Cho nên là không có cần nhất thiết là phải bay cao, bay xa, bay dữ dằn lên, bay thiệt là mạnh lên, bay thật là ghê gớm lên để làm gì ha? Tại mình đang gọi là đi test. Không phải là mình đi mình so tài, mình quay video để mình so tài, đâu có cần thiết phải làm như vậy chi nha. Với lại thật trong thực tế khi mà anh em mua về sử dụng á thì mỗi người có một cái mục đích khác nhau, thì tùy theo mỗi người mua về thì mọi người cứ muốn test kiểu gì đó test. Còn riêng mình quay video để mình test thì mình thích mình quay vậy đó, tùy anh em thôi. Còn anh em bảo là này kia nọ vân vân thì nó ai nói sao cũng được. Đối với mình nó không quan trọng, nó không có giúp cho ích gì được cho mình hết. Cho nên là anh em muốn nói gì nói. Còn khi nào mày có giúp ích gì được cho mình á thì muốn mình yêu cầu mình làm gì đó thì mình làm, còn nếu không có giúp được gì thì thôi đừng có nói làm chi mất công nha. Nói mình cũng chả ăn thua. Mình thích mình test vậy đó, được không? Nhiều người ngộ rất là thích ý kiến luôn. Không có làm, không muốn làm, muốn cái gì cũng ăn. Thì muốn cái gì cũng rẻ mà ngon mà bổ nữa. Làm gì có cái gì ngon mà bổ mà rẻ thật, cái đó là mình nói thật, làm gì có cái gì ngon mà bổ mà rẻ, đúng không? Anh em muốn mua một viên pin rẻ ha, thì anh em phải đánh đổi một vài cái gì đó của viên pin, chứ không thể nào mà vừa ngon vừa bổ mà vừa rẻ được. Bất kỳ một món gì cũng vậy, mình không nói riêng gì viên pin ha. Bất kỳ một cái món gì trên đời này cũng vậy hết, không có chuyện ngon bổ mà rẻ nha. Cái đó là mình chia sẻ thật lòng luôn á. Đừng nghĩ là ngon mà bổ mà rẻ thì không có đâu. Trên đời này khó lắm nha, ngon bổ mà rẻ. Viên pin này nói chung mình thấy bay khá là ok đó. Khá là cân bằng ha. Và dung lượng cũng rất là cao luôn. 5000 mAh. Bay cũng khá là phê á.
Nãy giờ quên không coi điện áp thử. Điện áp ổn không? Điện áp rất là đồng đều, rất là ổn luôn. Mà như thấy cái vẻ như phần trăm pin nó báo hơi sai sai á. Hay là do cảm giác vậy? Chắc do cảm giác thôi. Rồi chuẩn bị hạ cánh luôn, chuẩn bị hạ cánh luôn. Điện áp thấp lắm rồi. Để coi tới khi hạ cánh luôn nó sẽ được bao nhiêu phút nha anh em. Mình bay hai lần nha. Rồi bay một lần mình nghỉ rồi xong rồi mình bay thêm một lần nữa ha. Và chủ yếu là mình đang bay tại chỗ. Mình không bay lượn nha. Bay tại chỗ lưu ý với anh em, mà bay tại chỗ thì thời gian bay nó sẽ thấp hơn khi mà anh em bay lượn nha. Cái này thì nhà sản xuất chúng ta cũng có công bố luôn á, bay tại chỗ thời gian bay sẽ thấp hơn. Anh em bay lượn thời gian bay nó sẽ dài hơn. Và cái này là body mini 4 Pro ha. Ok. Nó đã hạ cánh luôn ha anh em. Và ok, nó tắt máy luôn. Và chúng ta sẽ xem thời gian bay có được là bao nhiêu ha anh em. 22 phút cộng 17 phút là 789. 39 phút. Anh em, 39 phút và viên pin Plus. Pin pin Plus của hãng mà bay trên body mini 4 Pro nó chỉ có là 35 phút thôi nha anh em. Mình bay cùng cái điều kiện tương tự vậy nó sẽ được 34 phút. Pin Plus đó mà bay tại chỗ đó, cho đến khi cạn luôn đó là 34 phút. Còn viên pin này nó sẽ bay được là 17-22 là 37-39 phút. Vậy là nó hơn được 5 phút nữa, nó sẽ thêm được 5 phút nữa so với pin viên pin Plus của hãng nha. Rồi ok anh em.